Dạ vâng, em xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Thưa các bác thân mến, em xin trân trọng kính mời các bác cùng anh em sẽ cùng trải nghiệm chất âm đặc biệt lời ca của đôi loa B3X15i. Sau đó em mời các bác xem về nội thất và sẽ giới thiệu về bộ sản phẩm đang được test phối ghép ở đây. Mỗi năm đến hè lòng man bán quá chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi ta từ lại người ơi. Tiếng về lưng là buồn hơn tiếng nào, biệt lại còn như đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa lay nhau, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Dạ vâng, em hát thì không được hay, chỉ xin phép nghêu ngao hát chơi một đoạn cho các bác cùng anh em trải nghiệm và tham khảo ạ. Và một chút nữa em sẽ mời các bác xem một lần về tất cả nội thất của những đôi loa B3X15i hàng bãi xịn, thương hiệu công nghệ của Đức. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm không được nỗi vắng xa người, màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Dạ vâng ạ, em xin phép là em giảm nhạc đi một chút. Sẽ giới thiệu về bộ sản phẩm karaoke này. Trước tiên em giới thiệu tới các bác cũng như là anh em, đây là hai đôi loa B3X15i. Đôi loa sử dụng bass từ 220 coi 100, bass 40. Lực đánh rất là mạnh, khỏe, chắc và uy lực. Đôi loa này em đang chào bán với giá là 19 triệu đồng. Nó sử dụng chiếc kèn từ 17 coi 7,2. B3 là thương hiệu công nghệ của người Đức, những đôi loa phải nói rất là chất lượng. Và em đang kết hợp ở đây đó là một chiếc đẩy PS Audio B4008, một chiếc đẩy mới tinh, được mang trên mình thương hiệu PS, giá 8.200.000 đồng. Ở đây là chiếc lưng tiếng thôi nhé, đây là chiếc lưng tiếng Prel, mã số AC2020XF, giá 1.900.000 em bao ship kèm dây rắc. Chiếc vang các bác sẽ cùng xem và cảm nhận. Nó trồng hú rất là tốt, hát hay, echo hay, sử dụng echo số và sử dụng 2IC giải mã echo, cho nên là tiếng echo nó rất là chất. Giá 3.100.000 em bao ship kèm pin kèm sạc. Và đây là chiếc lọc xì B3 hàng mới tinh các bác nhé, loại 1, giá 2.500.000, mã số EQ2231. Còn bộ mic này thì sao? Đây là bộ mic BBF hàng xịn do công ty BBF Pro Sound sản xuất, mã F329GF, giá 5.500.000 đồng, 6 số tự ngắt hàng mới tinh. Những bộ mic cao cấp chất lượng và những bộ này hàng bãi của nó bây giờ cũng có giá trên 3 triệu tới 3,5 triệu các bác nhé. Đó, các bác thấy không? Rất là chất lượng luôn. Một bộ sản phẩm hoàn chỉnh nếu như các bác sử dụng ở gia đình có diện tích khoảng trên 20 m² và dưới khoảng 60 m², các bác chỉ cần sử dụng một đôi loa B3X15i này, khẳng định đánh tiếng bao chắc, lực và rất là mạnh mẽ, độ bền cao. Và ngay bây giờ em mời toàn thể các bác cùng anh em sẽ thêm một chút thời gian nữa các bác nhé. Những sản phẩm này các bác đã nhìn rất là kỹ, rất là rõ, em test âm đúng không ạ? B3X15i đẩy, vang, lưng, lọc, mic, đúng không ạ? Và đây ạ, các bác thân mến, B3X15i được mệnh danh là vua mặt đất với giá 19 triệu đồng. Đây ạ, tại sao lại là vua mặt đất? Bát từ 220 coi 100 thôi nhá. Bát từ 220 coi 100, họng lớn, nhện chất các bác nhá. Đấy, gân vải tẩm dầu lụa, mang giấy gân sóng, ốp phơ lồi. Đây các bác nhìn này, lực đánh mạnh cho nên là màng của nó phải làm sần. Đấy, tất cả các chiếc loa. Video này là video cuối cùng em mở nội thất. Còn các bác đã xem ngắm nghĩa thật kỹ tất cả những loa em bao zin xịn cho các bác cũng như là anh em. Sản phẩm này là 19 triệu đồng một đôi. Các bác thân mến nhá, tại sao lại gọi là vua mặt đất thì các bác nhìn này. Đấy ạ, bát này. Đấy, từ 220 coi 100. Đấy, đánh tiếng bát chắc, sâu, ấm tiếng đó nhá. Và số lượng thì nó đang gần hết rồi, gần hết từ ngày. Rất là chất lượng. Em rất là quay đi quay lại, rất hay quay đi quay lại cho các bác của anh em xem về nội thất để các bác ngắm nghía. Đây là loa tép, tép từ 17. Đấy, coi 7,2. Dòng tép này thì mệnh danh là chưa bao giờ cháy. Dòng này là thoát hơi, có nghĩa là thông hơi đằng trước các bác này. Ke này, các bác nhìn cái ke này, nó chất chưa? Đấy. Phân tần thì là 2 phân tần. Đời này 2 phân tần, 1 phân tần cho loa bass và 1 phân tần cho loa tép. Các bác nhìn rất là rõ. Quá đẳng cấp cho những đôi loa chất lượng. Phân tần cho loa tép đây ạ, phân tần cho loa bass đây ạ. Bông tiêu âm thủy tinh màu đen tiền, và khi nó cũ hàng bãi thì nó chuyển sang màu lông chuột. Đấy, tất cả các chiếc đều đẹp như nhau. Đây, bao zin nguyên bản cho các bác cũng như là anh em. Ok chưa? Ui, nặng quá. Đây, các bác sẽ cùng xem. Đấy, và một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể các bác. Xin được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác sẽ gọi điện sớm cho em để sở hữu những đôi loa chất lượng và những bộ karaoke chất lượng, giá thành hợp lý, đặc biệt là có độ bền cao các bác nhá. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.